Nhận định bóng đá Đan Mạch với Bỉ. 23 giờ ngày 17 tháng 6, người hâm mộ dễ dàng đoán định được thế trận của cặp đấu giữa Đan Mạch và Bỉ. Theo đó, Bỉ là đội bóng chắc chắn sẽ lấn lượt đối thủ nhờ đội hình với nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới. Với những ai quan sát trong một khoảng thời gian dài, Bỉ là đội bóng có lối chơi tấn công tổng lực, nhưng có điểm khá bất ngờ khi thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez khi thường xuyên để lép vế trước đối thủ về chỉ số phạt góc. Lùi lại trận đấu mở màn vòng bảng, Bỉ dễ dàng đánh bại Nga với tỷ số 3-0 sau cả 90 phút kể trên họ chỉ có được đúng 2 quả đá phạt góc, được chia đều cho mỗi hiệp. Trái ngược với Bỉ, Đan Mạch thi đấu bế tắc trong trận đấu mở màn trước Phần Lan và phần lớn những tình huống nguy hiểm của họ trên phần sân đối phương đều xuất phát từ chấm đá phạt cố định. Riêng ở chỉ số phạt góc, Đan Mạch áp đảo hoàn toàn Phần Lan với tỷ số 9-0. Trong đó, họ thực hiện tới 6 quả đá phạt góc chỉ trong hiệp 1. Đêm nay, trước đối thủ vượt trội là Bỉ, những tình huống cố định, đặc biệt là những quả đá phạt góc, được xem là phương án giúp Đan Mạch có thể tiếp cận khung thành của Bỉ. Tỷ lệ kèo, tài xỉu phạt góc cả trận. Lùi năm 2020, Đan Mạch và Bỉ có 2 trận đối đầu tại Nations League. Trong đó, giới đầu tư cần biết cả 2 trận đấu kể trên lần lượt có 11 và 12 quả đá phạt góc. Một thống kê giới đầu tư cần biết, Đan Mạch sở hữu chính xác 9 quả đá phạt góc mỗi trận ở 2 trận gần nhất.